Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhá. Hôm nay buổi chiều ngày 23 tháng 9 năm 2021. Tiếp tục là bác Dần tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ lại tiếp tục về cơ sở đồ gỗ Tùng Tám ủng hộ bên xưởng. Đây, bác Dần, hai bố con bác Dần. Đây, khách hàng cũ của chúng tôi. Hôm nay là dê đằng trước tí anh ạ. Hôm nay là gia đình bác Dần tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba về ủng hộ bên xưởng gỗ Tùng Tám là một bộ nghi đỉnh tay 14 chất liệu gỗ hương đá bao gồm 6 món quý vị nhá. Quý vị là có nhu cầu thì liên hệ xưởng gỗ Tùng Tám nhá, các sản phẩm bàn ghế nội thất phòng khách nhá. Rất cảm ơn các khách hàng đã liên tục và tin tưởng ủng hộ các sản phẩm của bên xưởng. Rồi, xin chào mọi người. Đây, video tôi quay trực tiếp tại xưởng đây. Bộ này là tay cột 14, dáng ghế nghi bảo đỉnh,